Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại mình làm clip này là lúc sáng sớm các bạn, tầm 5 giờ mấy 6 giờ đây thì mình cũng tranh thủ chút thời gian buổi sáng sớm thì cũng làm clip này, cũng giải tỏa những cái căng thẳng, những cái thắc mắc của các bạn trong thời gian qua gọi điện hỏi mình luôn nhé. Thì trước ống kính đây thì các bạn biết rồi, cũng có một số bạn là sẽ biết cái cây này là cây gì, nhưng mà mình biết cũng có thể là có một số bạn là chưa rành mạch, là không biết cái cây này là cái cây gì. Thì mình cũng không vòng vò nữa, thì mình nói với các bạn là đây là cái cây cà phê mít nhé các bạn. Thì trong thời gian qua cũng khá nhiều bạn hỏi mình luôn, và mình cũng đăng khá nhiều cái clip chia sẻ những cái thông tin về những cái loại giống cà phê mà đỉnh cao nhất hiện nay đến các bạn. Thì trong đó có một số bạn gọi điện hỏi mình là chú ơi, cháu muốn mua giống cà phê thị trường mà ghép vào cái giống cà phê mít là nó có đạt hay không. Thì mình có trả lời trên điện thoại các bạn là mình nói vẫn bình thường, không có gì đạt hết, bởi vì chú đã từng thử rồi. Thì nếu mà các bạn cứ nghĩ cây cà phê mít với cái cây cà phê, những cái giống thuần chủng hiện nay mà các bạn trồng chung một mảnh vườn, mà các bạn trồng riêng cây cà phê mít riêng ra, thì cây cà phê mít sẽ tốt hơn và phát triển mạnh hơn những cái cây cà phê khác. Còn riêng cái giống cà phê mít là mình nói thật các bạn, nó lên còn hơn cây mít. Nếu các bạn trồng trúng cái chỗ đất tốt, nó chấp cây mít luôn, nhưng mà trái rất là tệ, mắt rất là thưa, hột rất là nhỏ luôn, cái giống cà phê này chúng ta không nên trồng. Còn riêng các bạn nghĩ mà cái cây cà phê mít nó khỏe vậy mà các bạn ghép những cái giống cà phê thuần chủng vào đây để cho nó lên cho tốt, đạt năng suất, thì mình nói thật các bạn không có cái gì để mà đạt năng suất hết. Nó không chịu ghép vào những cái giống cà phê khác, nếu mà ghép vô nó vẫn lên bình thường, có khi nó còn xấu hơn nữa. Mà trong khi các bạn bỏ tiền các bạn mua giống là cái giống nó sẽ cao hơn những cái giống cà phê bình thường trước kia. Đó, giống như cà phê thị trường mà ghép với gốc cà phê thị trường, hoặc là xanh lùng ghép với giống cà phê hạt xanh lùng thì nó rẻ, nó nằm cái dao động từ 8 đến 10 ngàn. Mà riêng các bạn mua cái giống cà phê thị trường ghép vào gốc mít là nó bán phải từ 12 ngàn đến 15 ngàn cây. Mà trong khi chúng ta trồng là cái sự phát triển nó cũng không hơn gì mấy cái kia hết. Cho nên là mình làm clip này cho các bạn xem là như thế. Thì đây là mình review cái cây cà phê mít. Đó, mình sẽ quay thật chậm cho các bạn biết luôn nha. Đây là gốc cà phê mít. Cây cà phê này mình không có biết cái tên cây cà phê này, cây cà phê gì, vì cái mảnh vườn này mình sang lại này. Thì sẵn đây mình làm luôn cho các bạn, mình trả lời để cho các bạn yên tâm, để các bạn khỏi có chọn lựa cái dốc giống cà phê mà đạt năng suất mà ghép vào giống mít là chúng ta mua chúng ta tốn tiền, mà nói chung nó tốt, nó cũng không có cái gì mà nó hơn hết. Cho nên mình review cho các bạn xem là như thế. Đấy, giống cà phê này mình cũng không biết giống cà phê gì, mà nếu mà đạt năng suất thì cũng không gọi gì là đạt, không đạt, giống này vẫn không đạt. Thì trước ống kính là các bạn thấy nè, cây cà phê mình đương kéo còn đang rung rinh nè, cho các bạn xem nhé. Rồi xuống đây mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem luôn, xuống gốc của nó đây, mình quay cho các bạn xem. Đây, đây là cái giống cà phê gì không biết, nhưng mà nói chung mình chưa xác định được, mình nghi cái này dễ cái giống cà phê vối quá. Này, trái không đạt tí nào hết, nhưng mình sẽ quay xuống cái gốc cho các bạn xem nhé. Đây là cái thân cà phê mít này. Đấy, cà phê mít. Đó, xuống nước mục nước mầm tùm lum cái giống cà phê mít này, các bạn thấy rõ ràng cà phê mít nha. Đó, mình quay cho các bạn xem đấy. Thì cái gốc cà phê này là gốc cà phê mít ghép vào cái giống cà phê gì đây mình không biết, nhưng mà cái sự phát triển là cũng không có mạnh. Bây giờ trước khi mình đã thử hết rồi, nhưng mà cái thời gian đó là cái mảnh vườn mình chưa bán, thì nói chung các bạn không hỏi, cho nên bây giờ mình mua cái mảnh vườn này á, thì mình thấy cái hiện tượng cà phê mít ghép vào như này. Thì sẵn đây mình làm clip mình trả lời các bạn đi, các bạn đừng có nên mà nghe người ta nói là trồng cà phê gốc cà phê mít mà ghép vô cái nó lên như cây mít hoặc trái nó to như trái mít là không phải. Mình nói thật các bạn, nó không có tốt tí nào hết á. Mình làm đây để cho các bạn xem, nhiều lúc là những cái vườn ươm mà ươm gốc mít thì họ nó không tán thành với cái lời nói mình, nhiều lúc là họ cũng không thích mình nghe mình nói mấy câu này nữa. Nhưng mà cái này mình vì mọi người, vì bà con, thì mình nói thật với các bạn, nếu mà các bạn mua cái giống bình thường á thì người ta bán 8 ngàn hoặc là 10 ngàn những cái giống siêu tốt, bán có thể là 10 ngàn một cây. Nhưng nếu các bạn mua cà phê mít từ 12 ngàn đến 14, 15 ngàn một cây,
Như trong khi chúng ta trồng cái sự phát triển nó ngang nhau thì mình nên trồng cái giống bình thường đi để mình tiết kiệm lại cái tiền mua giống nhé. Mình làm clip này thì mình biết sẽ có một số anh chị không thích những cái clip của mình, nhưng mà mình vì mọi người mình sẽ làm thôi. Thì đây các bạn mình thấy không, các bạn thấy rõ ràng đây một bên cà phê gì đây, cái giống gì đây không biết, mình ghép vào gốc mít này. Gốc mít thì nó lên các bạn thấy đó. Đó các bạn xem thật kỹ là các bạn xem này, đó cà phê, cái giống cà phê vối cà phê gì đây, đây một cà phê mít này các bạn thấy không, gốc cà phê mít này rõ ràng chưa. Nếu mà đúng nó phát triển mạnh là cây cà phê này nó không phải này, nó đẹp lắm chứ nó không phải này. Đó trên này là cái thân cà phê mít, đây là cái chậu cà phê mít, nó lên như cây mít đó. Cho nên mình khuyến cáo các bạn không nên mua cây cà phê mà những cái giống thuần chủng cái này mà ghép vào gốc mít, mà trong khi họ bán cái giá quá cao thì các bạn không nên, cũng không có phát triển mạnh lắm đâu. Bởi vì mình cũng đã từng thử, nhưng mà cái rẫy đó mình bán rồi, bây giờ cái rẫy này mình sang lại thì mình thấy cái tình hình là cũng y vậy luôn, không biết ghép vào cái giống cà phê gì cũng y này. Đó mình cho các bạn xem, thì nếu cái giống cà phê bình thường như vậy thì nó cũng đâu có gì, cà phê mít cũng hơn gì đâu. Mình lên cho các bạn xem nhé. Đây là giống cà phê thị trường, họ ghép vào cái giống cà phê vối nè. Các bạn thấy nó cũng dài thôi. Như thế thôi. Các bạn thấy nó cũng lên cũng này thôi chứ đâu có thua gì đâu. Cũng khá là đẹp luôn. Đó, mình cho các bạn xem lại lần nữa. Đây là cái cây cà phê vối này. Các bạn thấy nè, cành cấp khá là nhiều luôn, trái thì cũng lung tung vậy chứ nó cũng không được đẹp. Đó, còn đây họ hình như đây là mấy nhánh cà phê thị trường này, họ ghép sống này. Đó cái nhánh thị trường trên này. Thì so với cà phê mà ghép gốc mít thì cũng không có mạnh hơn cái này, các bạn nhìn kỹ mình quay kỹ cho các bạn xem nhé. Thì cái đây cái giống cà phê gì cũng biết mà họ ghép cái giống cà phê thị trường vào đây, mình nghĩ đây là giống cà phê vối này. Thì vậy nó còn một cái thân cà phê vối, các bạn thấy này. Cà phê vối là như thế này, cấp khá là nhiều luôn mà trái là không đạt năng suất tí nào hết, mà trên này là giống cà phê thị trường. Các bạn thấy trái cũng khá đạt mà cái khu này là không có tốt. Rồi mình chuyển lại cái bụi cà phê mít đấy. Cái bụi cà phê mít này á, là cái cây cà phê này là ghép vào cái gốc mít. Các bạn phải nhìn thật kỹ để các bạn chọn lựa giống, mà chúng ta không có bỏ tiền mất tiền phung phí mà khi cứ nghĩ là chúng ta ghép những cái giống cà phê thuần chủng vào cái gốc mít nữa lên như cây mít mà trái nó to như trái mít, không có đâu các bạn. Đây các bạn thấy rõ ràng không? Mình review cận cảnh cho các bạn xem luôn. Thì sẵn đây buổi sáng sớm là mình tranh thủ chút thời gian là mình làm cái clip này á, là hy vọng là cái niên vụ 2023 này, nếu bạn nào mà xuống mới cà phê mà muốn có cái ý định mà chúng ta mua cà phê mà ghép gốc mít, thì mình nói nếu các bạn thích các bạn mua thôi, riêng mình thấy bình thường á, nói chung phát triển không có cái gì mà hơn những cái giống cà phê khác ấy. Đây cà phê này là cà phê ghép gốc mít nè, các bạn thấy cũng bằng hơm vậy thôi. Đó phát triển, nếu mà ghép gốc mít mà nó mạnh như cây mít ra đúng cái cà phê mít thì cái chậu nó lên nó xanh nó chấp cây mít luôn, nó lên cao hơn cây mít luôn. Đó. Các bạn thấy rõ ràng không? Nhưng mà chuyển qua cái cây mà ghép vô cây mít thì nó giống nhầy này. Cho nên mình làm cái clip ngắn ngắn này mình chia sẻ thông tin với bà con vậy. Mình nghĩ là cái niên vụ 2023 này có thể là nhiều bạn xuống cái cà phê với cái, nói chung cái diện tích là khá là lớn, thì trước khi các bạn xuống là các bạn phải lưu ý là chúng ta chọn giống. Còn riêng cái cà phê mà ghép vào cái gốc mít, bất cứ cái giống cà phê gì thì người ta bán phải cao hơn rồi đó. Trong khi người ta ươm cái cây cà phê mít rồi người ta ghép vào nữa thì họ bán phải cao. Nói chung là nó cái sự khó khăn nó phải hơn là người ta ghép vào những cái giống cà phê vối hoặc những cái bóng thị trường xanh lục. Đó, thì trong khi các bạn mua cái giống cái tiền nó cao như thế mà khi mình trồng xuống nó cái sự chênh lệch nó không hơn gì mà cái kia hết, thì mắc gì chúng ta phải mua mà tốn khi là tốn tiền nữa. Cho nên mình làm clip này để sớm để bà con mình biết để cái thông tin này chúng ta chọn giống. Còn riêng cái trồng cây cà phê mít á
Thì riêng mà trồng nó mà riêng biệt một cái giống của nó thì không có cây mít cũng chưa chắc lên nhanh bằng cây cà phê mít. Đó, mình thấy lên khá tốt. Cái đây là cái chồi cà phê mít nó lên. Nhưng mà ghép bất cứ cái giống gì vô thì nó cũng bình thường thôi. Nó không chịu. Chứ không phải là mình nghĩ cây cà phê mít mà ghép cái giống cà phê thuần chủng lên nó lên mạnh như cây cà phê mít mà trái nó to anh trái mít là không có nhé các bạn. Còn bây giờ mình xin phép các bạn mình nói lời chào tạm biệt và kết thúc video tại đây. Nếu bạn nào mà yêu quý mình nhớ cho một like và một lượt đăng ký kênh để nhận được những thông báo, những thông tin, những video mới nhất của mình nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip sau của mình.